shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Pixelmon đại chiến tập thứ 3 nha các bạn ơi. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình có gặp được thanh niên Tính NT ở trên kia kìa. Ông đang xây cái gì trên đó đó. Để mình lên mình coi thử nha các bạn ơi. Alo, alo, có ai nhà không? Ủa, alo, alo, ông, alo, alo. Ôi, lâu giờ chưa gặp ông đó nha. Lâu lắm tôi cũng mới gặp lại ông nè. Tôi đang bị con quỷ nào đánh nè. Ôi, ôi có con gì vậy? Ồ, đây, bữa giờ tôi bắt mấy con Pokemon khá là xịn sò nè, đây. Xịn vớ chữ hả? Tôi vừa mới bắt luôn. Ê, xui xui, bỏ ngục đâu. Khó, hồi bị xịn sò luôn đó. Con này là... Không thấy ông lên à. Con này là xui cun hỏa ngục phải không? Thôi, xui cun hỏa ngục lắm. Dạo này không ông không có on tôi, gọi là bá đạo nhất cái server này rồi ha. Sao đánh bại ông monster luôn. Sao ông trùm server vậy? Rồi, con nói tôi có con đây nữa này không? Đây. Đâu đâu ông ơi, đồ ơi. Ô. Tiranita Shadow đó. Ồ, Shadow luôn không? Ồ, xịn đó, xịn đó. Ô, nhìn đẹp quá chưởng ạ. Con Charizard của tôi cày lên mình 50 luôn rồi nè. Charizard béo nè. Con em xe mập đi. Con nuôi nó lớn to thật sự. Con nuôi nó tiến hóa rồi nè. Đó, dạo này ông không on tôi cày cực kỳ gọi là thăm ngàn siêu mạnh luôn á. Ôi sao nhìn mấy con của tôi nó cùi với chữ hả? Tôi có cái con này là level cao nhất nè. Cấp 35 à. Tôi lên level 58 luôn rồi. Ôi ôi. Ủa con này đẹp phái ông ơi. Ôi luôn hả? Nó to biết sợ luôn. Kia cả, ông. Kia. Ông Monster mới có cái con. Hello Monster. Ông thấy chưa? Dạ. Tôi bị rớt xuống đây rồi ông ơi. Em Monster mới có cái con gì? Em theo hỏa ngục đó không? Đâu ông ơi. Alo. Ôi, ông bị sao hả? Ôi, trả lời ông sao rồi? Ông bị câm rồi. Ây da, ông đánh tôi nè ông ơi. Ông bị câm rồi. Đã xin hỏa ngục. Trời ơi. Ông bằng cái gì mà xin hỏa ngục hả? Ui, ông đâu rồi? Ui, ông này có phải là Monster không vậy? Ủa sao ông đi lùi nè ông ơi? Sao vậy? Ui, mình thật phát hay sao không trả lời luôn nè. Ông này không phải là Monster rồi, ông nào đó. Ui, ông đánh nó liền. Ui, ông này phải Monster rồi. Dễ rồi, Monster phát. Monster phát. Tiêu diệt. Ôi, ai đó. Ông nhìn lên biển kìa ông ơi. Hello ông. Ở đó, đây. Ông có gì vậy? Bây giờ, mình em theo rồi, xin lỗi ông. Ôi, nhìn lông quá cơ. Ui, hai con hỏa ngục luôn. Mỗi người có một con rồi, hơi bị xịn sò luôn. Ui, xịn sò với trưởng á. Ủa mà sao nó chạy nhanh vậy mấy ông ơi? Ui, nhìn nó chạy kìa, như trượt tuyết kìa. Ôi, cái con của ông tính là tê bay. Bay luôn kìa. À dạ. Ôi, phải á. Ui, nó chạy nhanh quá vậy. Quỳ đẹp thơ. Nè, con của tôi bay được luôn không? Ông nhìn nè. Đâu. Bay tôi nhìn thử. Ôi. Chết luôn. Ủa, hai ông nhảy xuống luôn hả? Ui, gì vậy kỳ? Tôi bị ông dụ nhảy theo xuống theo luôn ông ơi. Đâu rồi. Ủa, mấy con của ông á nhanh thiệt sự luôn á. Ui, con ông bay nè. Quýnh. Đây dạ. Ủa sao mới có mấy ngày không có gặp nhau mấy ông bá đạo quá vậy? À dạ. Thăm ngàn cực mạnh không? Tôi tu luyện trên núi mà ông. Tu luyện hơi bị dữ luôn đó ông. Thấy tôi xây nhà trên núi là biết tôi cực khổ thế nào đó không? Ui, ông tính xây cái gì trên đây vậy? Tôi tới định cơ ở trên núi luôn đó. Trời ơi, trời tiếc không ông ơi. Chọn hơi khổ nha. Ok, giờ mình sẽ đi xuống đây khai trương shop của ông Monster nha các bạn ơi. Ủa, nó chạy nhanh lên chứ hả? Ôi, tôi phải cưỡi cho nó ngầu mới được. Ôi, wow. Hai ông chạy kìa. Sao tôi chạy lại? Tôi bay không lại luôn á. Ôi, ông bay mà không lại không? Sắp quá. Ôi, sao ông đau không? Sao ông đau không? Sao ông đau không? Chưa. Tôi có điều kiện nữa là một nhỏ. Một cái nhỏ. Ây. Nhìn như cái đền thờ làm sao? Ôi, sao? Vậy chứ. Tôi tưởng nãy dọn thầy cái gì hết chứ.
Tôi xây kiên trì đừng nên chờ lâu thiệt sự. Ê, bây giờ ông tính ông định mua con nào, Pokemon nào trong trong đây của tôi? Ui, ôi, có con gì to phải chữ vậy? Cái... rồi ông. Ông ơi, tôi cho tôi mua con rùa nước được không? Limited không bán. Limited. Đó, thấy được không? Lấy không? Bán cho tôi cái con bự bự này đi ông ơi. Coi ông con này. Ôi, cái con này giá nhiêu vậy? Con này giá nhiêu? Con này là cỡ 2 tỷ luôn ấy. Nhưng mà kiểu thân thiết nên là tôi sẽ free cho ông đó. Ôi xịn nha. Ôi nghe xịn quá vậy. Hey, hai ông vô đây. Khai chưa đúng không? Khai chưa là free luôn. Đấy, ông vô đây. Đó, ông kiếm một con Pokemon nào nó cỡ yếu yếu đi. Sao ông bỏ vô đây, ông chay với tôi. Ok, để tôi tìm cái con nào yếu yếu đã rồi ông ơi. Tao 11 cái bon này, Ultra Ball luôn đó. Ôi, tụi ông giàu với chữ mà. Tiền của tôi không có luôn á. Bây giờ ông không ăn, giờ tụi tôi cho đồ ông cho nó hợp lý nè. Trời ơi. Tôi thu phục ông này đó. Ông ơi, cấp 74 luôn. Kinh khủng quá. Sao bây giờ tôi giống... con này cấp 16 này ông, đây này ông. À đây, được. Sao bây giờ tôi giống thằng nút ở trong game này quá vậy? Monster và tính cho tên như thấy mình sợ quá trốn mất tiêu rồi các bạn ơi. Thấy mình sợ quá trốn mất tiêu rồi các bạn ơi. Bắt luôn kia nữa là hạch bộ 3 luôn là hợp lý luôn á. Thôi, chắc tập ngày hôm nay tôi cũng ráng bắt luôn cái con Raikou luôn quá. Raikou hỏa ngọc luôn á. Tôi chưa có con nào mà gọi là kinh khủng hết. Khổ rồi. Ôi mấy ông ơi, bên đây có một cái cổng Ultra thì nè. Wow, xịn á. Ui xịn vãi. Mà tôi chưa có con bay. Con bay đi cho đó là được. Có một đồng tính, cái gì có một đồng Fury không vô được à. Con leo lên cửa chung với ông nè. Ông nè. Ê, đừng có hiếp con chim của tôi. Cởi nét chim của tôi hết. Nét chim hả? Nghe căng gì. Đâu, tôi tìm được cái con Pokemon để mà trade rồi nè ông ơi. Đâu rồi ông? Ok ông, đây. Tôi sẽ mở hàng cho ông nha. Ok. Đây, con này siêu mạnh luôn đó. Ui, con này Shiny luôn hả? Uầy! Ui, Shiny luôn đó. Shiny luôn. Cái gì Shiny vậy? Con Seedot ông ơi. Uầy, cái này là kiểu tôi bán Pokemon hay là kiểu tôi... Ui, cái này... tôi có lợi với người ta. Tôi lợi với người ta. Không, cái đó cũng như là quà mà tôi tặng ngày khai trương của ông đó. Ui, quà khai trương hết cho ông à. Ui, 10 cái Ultra Ball nữa nè. Ôi, ông tính già vậy. Ôi, không thiếu gì chứ. Ông tính thành đại gia trong này rồi. Quá, bé chủ nè. Ok. Ui. Wow, nhìn xịn chưa? Ôi, con này mà ông tiến hóa lên nó cũng mạnh lắm á. Ui, con này kiểu tiến hóa lên nó còn đổi nó không ta? Còn úp cái nồi. Ngáo. Nó ngáo vậy. Ôi, xịn. Ôi, chết queo rồi, tôi lỡ cho cái gì nát game những người nữa rồi. Ông tháo ra được, ông sao đó. Được cái gì? Ông làm tôi mất luôn. Mấy ông ơi, ngoài này có cái ông này tính phá đám cái shop của ông nè. Là 74 nè, ông đánh được không? Tôi dư sức rồi nha. Ôi. Chứ ông với tôi ông ơi, trời. Ông biết đâu. Cái điều này. Gõ không? Ghê quá. Gõ luôn nè, không được. Kiểu lão làng quá. Bất tử rồi. Ông ơi, trên kia có con chim kìa ông ơi. Chim này lông nhiều quá. Chim chắc mà. Lên bắt chim sắt để bay đi mấy ông ơi. Nó đứng không. Ở đây nè. Ở trước mặt tôi nè. Đó, không. Con kìa. Nó đang đập nhau á. Rồi, lên. Mình tao bắt đi. Rồi tôi coi ông bắt đi. Ui, con này nhảy nhanh. Ủa, nhảy cao vậy? Ờ, đúng rồi, lộn. Tôi có chai lia bay rồi mà. Ui, con luôn ông ơi. Ủa, ông có chai lia bay rồi mà. Ui, ngầu vậy. Chai lia béo vỏng nè. Hãy tôi bay, chả thấy đường nó che hết mặt tôi.
Ai kêu ông cho nó mập quá gì. Ôi, 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 Camarin level 50 luôn. Ôi trời, ngon phải chứ hả? Nhưng mà nó đang đánh lộn với con nào nè, không? Con này đúng không? Con này đánh với con chim nhỏ không ơi? Ôi, level 7 hả? Con này level 7 con này rồi đó. Level 7 mà trâu quá vậy? Nó ăn hiếp con nhỏ. Này, tôi giúp nó. Báo thù cho chim nhỏ. Ui, con Black tôi level 45 luôn rồi hả? Ông cày cấp kinh vãi chưởng hả? Ừ, cái này là nhờ dịch vụ của ông Tính. Ôi chết quen luôn hả? Ông Tính mở dịch vụ hả? Ông mở khai trương dịch vụ. Cho em level cho Pokemon. Ui, từ từ ông. Ông trả cái FFC cho tôi ông. Quên đi. Quên đi. Ông Tính vậy đâu được nha. Nhờ cái dịch vụ lấy đồ người ta luôn nha. Tôi không biết đâu. Thì quên. Tại vì nhắc lại nhớ cái FFC của mình mất tiêu. Ôi ông rồi, ông Tính rồi. Cái dịch vụ cài level đó không? Ông có dịch vụ cài level Pokemon hả? Đúng rồi ông, cài level bỏ, gọi là bỏ đồ cho tôi là tôi cài hết. Ông có cái đồ gì ngon không tôi cài level cho. Ôi, tôi không có đồ, tại sao giờ ông có tài trợ hết luôn không? Như vậy, tôi phải cứ mở đầu free thôi chứ tôi tài trợ free, tôi nghèo sao? Không được, không được. Ủa, bên đây có mấy con gì nè ông? Rồng gì nè? Con rồng hai đầu nè. Ui, con rồng kia nó kìa. Ơ, con rồng này được, con rồng này được. Có mấy con rồng á thần nè. Ôi, hai con rồng luôn cơ. À, trời, để bắt con rồng á thần cái đã. Rồng cấp 51 luôn. Ôi. Wow. Tôi sợ tính nói tôi chết quá ông ơi. Trời ơi. Cứu. Một cái hồ luôn hả? Ôi. Ôi, thôi. Ông không quýnh con kia đi. Không quýnh. Tôi bắt bằng bò luôn. Nó mạnh quá. Ở bắt con... Bữa tôi bắt con Tiranita cũng bằng bôn nữa. Ồ, đã rồi. May mắn là được rồi. Được không? Không được. Ây da. Một phát chết queo luôn. Tôi đánh con này không lại luôn. Tôi dùng anti mà quýnh không được. Ở cái con rồng đó cũng mạnh lắm đó. Ui, sao nó chạy mục tiêu rồi. Không cho tôi đánh. Ui, con này cấp 51. Hình như nó sắp tiến hóa rồi á. Tôi mà có được con này trong cái đội hình là ba mạnh luôn. Ui, đừng nhìn hai đầu. Được không, tôi phù hộ cho. Ủa, phù hộ rồi luôn. Để tôi quăng ké cho. Ôi, em Tính vào với trưởng hả? Em Tính là người già nhất server ơi. Ui. À, ông tơ giờ để giờ tôi tình nghi nha. Tôi có vô tình. Con này level 51, con team sắc của ông level 17 à. Không biết quýnh cái thông máu không nữa. Trời ơi, đứng được. Ôi gương ơi. Ôi ai ui xin đấy. Ai vậy? Tôi. Ông Fury. Ôi cuối cùng có đừng con rồi. Con đã kéo lại dàn đội hình siêu yếu của ông. Ông đừng có nói gì ông ơi. Nghe nhục vậy. Ông Tính mất tiền áo đường lạnh nhưng mà ông Fury. Mình nhớ mình từng cũng là mạnh mạnh ở trong đây mà ta. Mới có mấy ngày à. Ôi con này bay. Con này có một con gì đó đánh sinh nè. À con này chạy được thôi, không bay được ông ơi. Để mình để tôi coi cái con này cấp mấy tiếng hóa nha. Như tôi không nhầm mà lại 60 mấy đâu. 65. Ê, ông mà kiểu mà ông lười á. Đúng rồi ơi, sao 14 tiếng hóa. Cao vậy. Uầy. Uầy. Cà con. Ây da. Ôi, ông Tính ơi, phải có cái PC thì ông mới cày level được hả? Tôi có cái FFC nó để chia sẻ kinh nghiệm cho nó nhanh, nữa không là tôi phải chuyển Pokemon rắc rối. Ôi, ông có sẵn không hả? Xịn quá vậy. Tôi nãy tôi mới mở cái Uchai chat ra không? Thôi bị xịn luôn. Ôi. Tôi gửi ông hai con được không? Đâu, ông muốn cày con nào? Đâu, để bây giờ tôi về shop của ông cái đã. Nào ông muốn cày con nào? Ông có cái đĩa hay ông có kẹo hay ông có cái gì không? Lấy mấy cái đó thay cũng được. Sao á? Có cái gì nữa đâu. Trời ơi. Nghe chấn lột phải chứ. ông muốn cày con gì? Ông muốn cày con gì? Còn đó đúng không? Chắc tôi cày hai con, cái con Chameleon với lại con cái con khỉ của tôi quá. Ông có Chameleon luôn.
tôi bắt Charmander bữa đó. Ui xịn thế. Ờ à, đây để ông cày Charmander lên level mấy? Tầm level 31 thôi còn ông ơi, hai con level 31 thôi. Đó. Ok. Đâu về sắp luôn rồi, để tôi chơi về đã. Hay. Đâu. Đây. Ôi ông có cái cây mà xin luôn hả? Trời ơi. Cái dịch vụ của mấy ông nghe nó hiện đại với chứ nha. Ờ ông cày cái gì đây? Đó cho tôi ông tôi cho mượn con người đấm móc này. Ôi con này cấp 56 luôn. Wow. Mình xịn tôi mới nãy tôi mới chạy với sự. Ông Hunter cho anh khó luôn. À con rookie cái gì? Cày okay. Hai con này luôn nha. Ông. Level 21 luôn. Đúng rồi ông ơi. Ok. Ok. Tôi có mượn ông một con nha. Cho mượn con gì nữa ta? Cho mượn con Tyranitar Shadow đi. Ủa à vậy. Đó. Ok chạy đi. Cái dịch vụ cày này trả lời với chữ à. Sao chạy không được? Ok rồi đó. Ok. Giờ chạy nha. À giờ tôi sẽ gửi phí qua chồng trước nè. Ủa có cái đĩa nè, có đĩa cũng được, hợp lý á. Đây. Ông có đĩa gì thế? Trong cái đĩa nè. Đâu. Ôi cái chiêu này hình như cũng mạnh lắm hay sao á. Tôi không biết nha. Ui nó sức mạnh 130 luôn kìa. 130 luôn phải không? Ui. Mạnh vậy chứ. Ui sức mạnh 130 luôn. Ui đây. xin nó. Ok tôi còn có một cái răng của rồng nữa nè ông ơi. Đó. Cho ông đeo cho bố môn hệ độc đi. Răng nanh rồng hả? Ui xịn. Cái này hình như là tăng sức mạnh đúng không? Tăng đúng sức rồi, mạnh ông ơi. Hệ rồng đúng không? Ừ, bao xịn luôn. Còn combo ô hệ rồng nè. Hay vô luôn. Ui hay vậy. Vừa đủ luôn kìa. Ok xịn đó. Tôi đi cày level thôi nha. Ok ông ơi. Ông nha. Ok. Rồi thôi tập sau đi ha. Ôi ông ơi. Tôi thấy cái con rắn này ông ơi. Ôi. Ủa. Vãi ông đi tiết tồ luôn nè. Tôi thấy mấy ông rượt hỏi trò chơi mà. À ông thầy về nè. Nãy tưởng ông đó ông tìm nhìn thấy con rắn ngồi thiệt nha. Sợ ông giết mình. Ôi. Ông mới rời khỏi trò chơi mà tự nhiên ông kêu thấy con rắn. Rắn crypto luôn nè. Xịn vãi. À con này sinh ra ở một Ichi Hill Mountain á. Đúng rồi con này hiếm lắm nha. Đó. Thấy tỷ lệ ra mắc khó luôn. Ơi ông ơi, tôi chơi mấy cái thế giới ngoài á thì này nó ra dễ lắm mà thế giới của tôi quay á thì không thấy đâu luôn. Không, cái này tôi thấy ra khó mà. Thấy kiểu như tỷ lệ ra 0.1 à. Có qua đây bọn gai nè, tôi xin nha. Ông của tôi chứ tôi ơi. Không được hả? Không được ông ơi. Bắt khó vậy. Còn bọn nào? Còn ông ơi. Cấp 50 luôn. Wow, con này đẹp quá rồi. Này ông, ủa này ông trúng cái con đánh anh gọi là ông cấu máu đi. Có con rồng mạnh mạnh á, cấu máu thử. Ừ, tôi cấu nó còn xíu rồi đó. À. Nhưng mà chắc nó cấp cao quá. Có hai con thì thôi của tôi nữa mà. Ờ à, đúng rồi ha. Ờ à, mình có trai màu xin luôn. Ôi, hợp lý. Con này sinh ra là dành cho tôi rồi. Yes. Dạ luôn kìa, xin á. Đã quá các bạn ơi. Ui, à, lộn. Có con, đây con Alola đúng không ta? BC chứ. À, mình sẽ đổi con... Con Alola này không? Chip đi. Con Mato. À, đúng rồi. Ui, và chúng ta đã có được cái con Onix. Cái dạng Ritto luôn này các bạn à. Rất rồi. Là xịn sò nha. Để mình một cái hiệu cái đã. Ê, sao con Pokemon tôi chạy ở chỗ Fury vậy? Hoài, con này không được rồi. À, nó muốn đổi chủ đó ơi. Đây, chờ mấy ông coi cái con Odis mới bắt nè. Ui, nó to bái hả? Wow, cái giai anh luôn xin. Không? Ôi, cỡ được nè. Ôi. Wow. Ơi mấy ông, lên đây. Ây ai á. Cái con trai dài của ông nó sung quá. Ủa, hình như có mình ăn Hunter chưa bay được đúng không? À, đúng rồi ông ơi. Liêu liêu. Không nhận lấy nữa đâu. À bây giờ à nó đánh được mình đâu. Ôi tụi mà tiến hóa cái con rồng hai đầu lên á là nó bay được luôn á. Ôi để tôi coi cái con này tiến hóa sao mấy ông ơi. Như là trai thôi phải không? Cái metal cord. À metal cord tôi có luôn. Tôi đang có luôn rồi nè. Xin nhé. Trai đúng không ơi? Đúng rồi, trai với tôi cái con Onix này đi. Đây. Tôi có sẵn cái metal cord ở trong đây luôn rồi nè. Ôi. Đi.
Đây cái ơi. Ui, nó tiếng hóa luôn nè. Ôi, nó đang tiếng hóa nè. Wow. Ôi, đã quá bạn ơi. Thấy không, thấy không? Ui. Thấy không ơi, nhìn đã vậy. Sao nó bị dẹp lại vậy? Ôi, lên vàng tím mà còn crystal luôn nè. Ui, đẹp quá. Ui, mà tôi lái luôn nha, phải không? Thôi sao? Đây, tôi nghe mùi đây. Tôi nghe mùi ông tính giống ông Monster nha. Ủa, nãy ông trai tôi muốn gì vậy? Chơi đi ra hả? Chơi đi ra. Cảm ơn ông nha. Ủa? À, ôi, con này thì chỉ cỡ mặt đất thôi à. Nhìn tôi ngồi trên đầu nó nè. Ủa, con này cưỡi hai người được không? Ôi. Tôi hai có hai chỗ nè. Ui các bạn ơi, nãy giờ mình đang tiến hành đi khám phá cái vùng Savanna. Và ở đây mình thấy một cái hội quán hệ đá đó nè. Rồi, như hội quán hệ đá thì phải. Để mình vô coi thử nó có bán mấy cái loại bon gì nha. Ui trời, nó cũng sắp tới cái lúc hoàng hôn bình minh rồi. Chắc chúng ta phải tiến hành đi cho nhanh các bạn ơi. Và đây có một cái bucket chest nè. Để qua lấy thử coi. Ui, có cái master chest nè. Ui, cái master chest này ngon hơn đó các bạn ơi. Để coi thử master chest này có gì không ta. Ui, cái này là cái master chest đầu tiên trong cái tập ngày hôm nay luôn quá. Đầu tiên trong cái series này luôn á các bạn à. Ôi, Master Ball. Và chúng ta đã tìm được một quả Master Ball nữa rồi. Ôi, xịn vãi chưởng ha. Trời, cũng sắp bình minh rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua vùng Savannah nha. Ồ, và ra kia nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Nó có sẵn một cái con Caesar luôn. Bây giờ mình bắt Caesar hay mình bắt Raikou ta? Chắc để chúng ta đi qua coi thử cái con Raikou nó như thế nào nha các bạn ơi. Ôi, pha đấy rồi, đấy chính là Raikou hỏa ngục luôn các bạn ơi. Raikou Shiny hỏa ngục. Ui, rất là đã luôn. Con này nó bị đau lưng hay sao á, nhìn nó khom khom nè. Ui, nhìn lava ở trên người nó nữa các bạn ơi. Ui, dung nham đó, rất là xịn sò luôn nha. Và trên những cái bờm của nó là lửa hả, rất là hay luôn. Rồi, chắc mình sẽ tiến hành thu phục nó luôn nha các bạn ơi. Ngon lành canh đào rồi. Mình sẽ xài chiêu gì đây, Hyper Beam đi. Ớt quét mình sợ xài thì cái con Raikou này nó chết luôn quá. Cái kiểu này hình như cái thứ nó to và chưởng các bạn ơi. Ngon lành liền. Mình có được một quả Master Ball. Nên mình bắt nó luôn không ta? Để mình sẽ thử bằng những cái quả Ball khác nha. Ba quả Pokeball và ba quả Ultra Ball. Nếu mà không được á, mình xài quả Master Ball luôn nha các bạn. Ui, nội tại của Genesta nó là mất máu Pokemon đó các bạn ơi. Nó cũng khá là ảnh hưởng đó ha. Bạn nhớ cẩn thận khi mà dùng mấy em Genesta này nha. Cái con này á thì là của ông tính NT cho tôi mượn đó. Rất là xịn sò luôn. Đây, Pokemon tiếp tục. Ây da. Và chắc mình sẽ chuyển qua Ultra Ball quá. Tại vì mình không có đủ Ball á, nên mình dùng luôn quả Master Ball nha các bạn ơi. Ui, thế là... Ôi, cái ông tính NT có được con Suicune. Ông Monster có được NT. Và mình có được Raikou rồi nè. Ngon lành chứ kìa. Xịn sò quá chứ hả? Hả? Để mình qua bắt con Caesar cái đã. Cider. Ui, nó despawn mất tiêu các bạn ơi. Rồi, chắc mình sẽ đi trở về nhà đi. Mình bay trở về làng các bạn ơi. Ông tính là tê đi đâu rồi? Hiện tại á chỉ còn có ông Monter thôi. Ui, ông Monter đây rồi. Alo, alo, alo. Ông ơi, ông ơi. Quay. Ui, tôi về rồi nè. Và tôi bắt được cái con Raikou luôn nè. Đâu, nãy tôi cũng thấy ông có bắt. Xong nó hiện thành tựu luôn á. Thành tựu hai cái luôn. Nãy tôi lộn được một quả Master Ball nữa. Xịn vãi chưởng hả. Ôi đây nè ông ơi, để tôi cho ông coi cái con của tôi nha. Tôi cũng chưa coi nó nữa. Ôi, nó to của tôi luôn. Con của ông hình như nhỏ xíu à. Ôi, con tôi nhỏ nhất đám luôn. Ôi, cái con này sao chạy dữ vậy. Ôi, chạy nhanh với chưởng á. Chạy đua nè. Ôi, ôi mấy cái con hỏa ngục này á, tốc độ nó nhanh cực kỳ luôn ông ơi. Ôi sao kỳ vậy ta. Xịn so vậy. Hay nha, hay nha. Giờ tôi sẽ Giờ tôi sẽ phục thù ông nè. Đây, nghe nói ông muốn phục thù tôi đúng không? Đúng rồi đó. Tôi còn âm tín nữa nha. Để bây giờ tôi sẽ xử ông trước. Vô nè. Ây da. Hình như Ê sao. Đổ Pokemon rồi, ông đổi lại đi. Ok ông ơi. Ui. Đau nha. Tôi sẽ cho con gì ra trước ta. Thôi cho Raikou ra trước luôn.
Đây đây đây. Chuyển luôn. Ông chạy lung tung quá vậy. ông chạy. Ông cho ông né hả? Ủa. Trung tranh. Cái con của tôi nó có chiêu gì đâu không à? Sợ chiêu này thử đi. Ôi tôi đánh nó không vô máu luôn kìa. Ôi. Con của tôi hơn nha. Nè, này thì ông monster nè, giật điện ông luôn. Ui. Nó tự đổi Pokemon ông ơi. Tôi xong ông luôn. Ờ, con này thì có chiêu gì ta? Steel Rock này thử đi. Ôi. Gì mạnh nha. Ui cái gì vậy? Từ từ, con này thì không được, con này thì không được, con này không được. Chuyển lại. Ok. Con kia kinh khủng quá. Ai da. Ui, nó đốt tôi kìa ông ơi. Phải ra nửa cây máu luôn. Nè. Nè thì đốt tôi. Ui, tôi xong. Tôi sẽ cho ông thử. Cày thế nha. Tôi sẽ cho ông thử cái con rồng hai đầu của tôi. Đây. Mày con này mới bắt hả? Đúng rồi ông ơi. Đó. Con rồng hai đầu nè, cấp 51 luôn. Ôi xài chiêu hai rồng. Không biết có tác dụng với ông không nữa. Dragon Brain này đi. Vô. Ây da, cái gì vậy? Đau quá nè. Ôi, lá tôi hả? Ôi, lá tôi ông cao cấp quá vậy. Đúng rồi, mới thử dịch vụ của ông Tính á. Ngày cấp cái kiểu, ui. Tôi cũng mới thuê dịch vụ của ông luôn. Uầy. À. Cái này khó ăn nha. Ui, ma chàm. Ma chàm cũng mượn luôn á ông ơi. Hàng mượn. Con này nãy tôi mới qua tay tôi rồi. Cái gì cũng qua tay ông hết vậy. Ui, ông có cái con này luôn hả? Con này đẹp quá vậy. Con này tôi mới tiến hóa dạng 3 ngày hôm qua luôn không tập trước luôn. Ôi ông nhìn mấy cái vảy đó nè. Ui nhìn xịn thiệt sự luôn. Kiểu có tóc cái kiểu luôn hả? Nhìn cái có tóc. Anh Nigger, anh Nigger. Đúng rồi, Nigger. À Nigger. Anh Nigger với tôi hả? Uầy, đau. À. Con của ông là con cái. Nó gục ngã ơi. Ôi giờ tôi còn có mấy con chút xíu mà cấp hai mấy không mà sao đánh. Ôi. À, vậy là xong ông luôn rồi. Ôi, toàn tôi rồi. Chắc cuộc chiến này chúng ta phải để lại sau ông ơi. Giờ chắc tôi có mấy con à. Này tôi bấm cái mon đi mượn không à. Tính sao mà lại. Ôi. Ôi. Ôi, tôi đem con nai vàng ngơ ngác của tôi ra nè. Con nai vàng ngơ ngác nè. Nó làm nai luôn hả chứ. Ai? Ui sao tôi. Con này nãy ông đang vô cho tôi nè. Sao tôi có thể tàn sát cái con của tôi được ta? Thôi. Chắc cuộc chiến này dừng lại đi. Chờ lần sau tôi sẽ phục thù lại nha. Okay. Lần thì... sau tôi sẽ trở lại. Lần sau chắc tôi cũng sẽ ghé thăm cái shop của ông luôn quá. Ok, lần sau tôi sẽ dự định là tôi sẽ nhập nhiều mặt hàng kiểu như là siêu cao cấp vô đó. Ôi, mà cái này ông bán bằng cái gì không? À, tôi bán hả? Tôi bán theo dự tính của tôi là tôi sẽ bán bằng kẹo đó ông. Ôi, cao cấp quá vậy? Rồi ông, rồi ông. Bộ cái bọn phải chất lượng nha, không rồi. Không có mà lừa đảo vậy. Tôi nghi ngờ ông buôn bán trái phép Pokemon nha. Ông có đâu có đâu. Trời ơi, ông nói vậy cảnh sát bắt tôi chứ. Ok, tập này mình rất là may mắn luôn vì đã bắt được em Raikou Hổ Ngục các bạn ơi. Ôi, sao nãy nó chạy nhanh lắm mà. Giờ nó hết nhanh rồi các bạn ơi. Hả? Sao kỳ vậy? Ui, chạy chậm như rùa luôn. What the hell? Và con Steelix của mình á. Và mình cũng đã bắt được cái con Onix dạng Ritto nữa các bạn ơi. Giờ nó thành Steelix rồi nè. Ồ, em này mình có thể cởi được, có thể tiến hóa Mega được luôn. Và có bắt thêm một cái em rồng hai đầu này nữa. Trời ơi, đây là con rồng hai đầu các bạn ơi. Đây là con rồng hai đầu của mình nha. Hai thanh niên tính NT cũng như là Monster cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Họ đã mở shop hết rồi nè. Đây là một cái shop bán Pokemon. Bên kia là shop chuyên cày level Pokemon. Chắc mình sẽ mở một cái shop gì đó các bạn ơi. Có thể là bán kẹo cũng như là bán
bóng Pokemon đó. Thì chắc mình sẽ kết thúc tập video ngày hôm nay ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.